Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã chính thức công bố chương trình Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 lần thứ hai. Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 lần thứ hai với chủ đề chuyển đổi số quốc gia, chia sẻ và kết nối sẽ được tổ chức quy mô với 10 phiên hội nghị chuyên đề. Bên cạnh 8 hội nghị về chuyển đổi số trong 8 lĩnh vực trọng điểm của chương trình chuyển đổi số quốc gia bao gồm tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, logistics, năng lượng, tài nguyên môi trường, sản xuất, công nghiệp. Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 sẽ tổ chức riêng hai phiên hội nghị đặc biệt chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hội nghị thúc đẩy start up số Việt Nam chương trình sẽ tập trung vào các nội dung chính cập nhật xu thế chuyển đổi số giới thiệu phương pháp chuyển đổi số hiệu quả chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số thành công và kết nối cung cầu chuyển đổi số ngày chuyển đổi số quốc gia 2021 sẽ được diễn ra trong hai ngày là ngày 26 và ngày 27 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội